Ngày xưa một vùng Tây Bắc có một xuân nữ mang tên là Ban. Nhiều chàng trai mường đắm say nhưng trái tim nàng đã trao chàng khung. Chàng trai này giỏi săn bắn luôn chăm lo mùa màng trên nương. Lời ca nàng bao đắm say dưới khung dệt thôi đưa sắc ngàn. Nhưng cha nàng không ưa chàng khung, chê chàng khung thân phận quá nghèo. Bỗng tới một hôm ép nàng cưới, ép nàng sống với một gã lười. Nàng đâu chịu đời u ám liền bỏ trốn tìm về bên chàng. Đúng lúc đi săn quá xa chàng đâu biết tai họa ập xuống. Khăn phiêu nàng buộc lấy dấu chứng minh lòng bên chân cầu thang. Vạch đa tuyệt vọng nàng gọi rồi gục xuống sườn núi lưng trời. Nàng đã chết trên bờ vách đá treo leo. Từ đó nơi nhành hoa trắng lung linh, chàng khôn cũng lầm theo dấu đi tìm. Rồi cũng chết hoa loài chim trời một từ đây người Mường người Thái lấy tên nàng ban cho loài hoa. Nghe tiếng khen gọi rộn ràng chiều biên cương rừng bán trắng ngàn. Khăn phiêu đẹp tình sơn nữa trái tim mình dâng cho người thương. Lại nghe tiếng gọi chim trời